Hôm nay chúng ta chơi Minecraft, nhưng khi các bạn giết được kẻ săn người, các bạn sẽ nhận được một cái đầu của kẻ săn người. Ta sử dụng cái đầu đó để có thể kết hợp chế tạo ra những cái công trình cực kỳ hoành tráng, và còn đặc biệt hơn, trong những cái công trình đó sẽ có những cái món đồ cực kỳ đặc biệt mà các bạn có thể sử dụng những cái món đồ đó để đánh lại kẻ săn người. Hy vọng các bạn hãy xem đến cuối video để biết được mình có thể chiến thắng được hay không. Nhân tiện, hầu hết những bạn xem video của mình đều thích những cái video Minecraft thử thách như thế này, hoặc ít nhất là thích những cái video Minecraft. Nên nếu các bạn là người mới, làm ơn hãy ấn giùm mình vào cái nút đăng ký, kể cả các bạn có là người đã đăng ký rồi hay chưa. Vì thỉnh thoảng YouTube vẫn hay bị lỗi hủy đăng ký, nên các bạn hãy kiểm tra xem các bạn đã ấn nút đăng ký rồi hay chưa nha. Mình biết ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ chúc các bạn xem video vui vẻ. Ok, tôi đã sẵn sàng chưa? Lẹ lẹ lẹ, Huy đang làm gỗ kìa. Alo, gì đây? Ui ui, không bao lâu, không bao lâu, đừng đánh ma, đừng đánh ma. Chạy đâu anh Bảo? Ok. Đi đâu vậy? Rin Bảo, Vinh Bảo. Đâu vậy? Nhìn nhìn. Anh Bảo nè. Anh Bảo. Ây da, đau quá, đau quá. Oh no, dạ chứ. Đứng lại, bro, đứng lại. No. Dán này chứ. Đi thôi. Tụi bay làm gì vậy, Lê ơi? Mặt nào ơi. Ok. Chạy thôi. Ngon thì lên đây, ok. Oh my god. Tụi bay ơi. Oh shit. Dắt ra rồi, trò chơi là sao? Dắt ơi. Em vẫn còn trong đây mà. Kỳ cục thế. Rồi, đi sang anh Bảo trong lúc lát luôn. Không, em là ra khỏi server rồi đấy. Em còn không thấy em trong đây nữa. Chứ không phải là lợi thế đâu, bro. Cắt vô lại kìa. Ghê. Anh Bảo tới cái làng rồi, nhanh vậy. Cái gì vậy? Ui, không thấy gì hết. À. Thấy anh Bảo tới làng hơi nhanh nha anh Bảo. Còn tới làng đâu, anh đang ra ngoài đường mà. Thôi anh đừng nói nhiều, tôi có la bàn mà. Okay. Anh Bảo nói hơi bị ề chúa đó anh Bảo. Anh không có làm gì đây hết. Anh chưa làm gì hết đây hết đâu. Thấy tôi đang làm gì hết. Cái này ngon nè. Ê, okay. Mà sao tôi đấm không 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 máu. Má, anh kia tấu hài quá đây coi. Chắc này là trò chơi rồi. Nâu tóc xây lao. Nice. Mấy đứa đâu rồi, anh cần tìm mấy đứa. Chắc là lại tham gia trò chơi này kìa. Anh Bảo đường á, khi em sửa xong này anh sẽ chết cái tay em ơi. Oh. Đây rồi. Hôm nay mấy đứa sẽ thấy siêu phẩm trong cái video này luôn, ok. Các bạn hãy chế tạo như thế này. Yeah. Đỉnh chưa, đỉnh chưa? Thấy cái gì đây rồi? Để em tới gặp anh Bảo, chào anh Bảo rồi. Ok, em luôn. Con cái gì nè, Oh my god. Ok, thank you. Mình không thấy cái gì cả, mình thấy cái gì đây? You see my nail. Đâu nhờ. Oh shit, oh no. Bodyguard, quay. Oh my god. Ok. Mày hả bơi? Ủa mấy ông bảo vệ mình đâu ta? Đây rồi, có đồ xịn. Mũ của Jack VN. Anh không biết. Cái này là gì vậy? Right click to summon lightning fast beat. Còn không? Ôi, mấy hàng về đây rồi, Ngon người ta, từ đây còn rương gì không ta? Quay. Mấy thằng bảo vệ này anh cho nó đồ được luôn à? Thì thôi. Mình có đồ xịn vậy. Xe chạy xịn vậy. Mình thấy món đồ tiếp theo mình cần chế tạo là gì rồi? Quay, ghê vậy Jack. Mũ và giày, boom boom. Đây và đây bị cái này. Nice. Bây giờ mình cần chế tạo ra. Cái này dễ ta. Được. Mày đưa xe chuẩn bị chết rồi. Anh sẽ chuẩn bị chế tạo ra công trình thứ hai rồi. Ao. Đi thôi. Mình sẽ chế tạo như thế này. Một cái xô, hai cái đầu. Mình có nè. Một cái công trình gì đó. Để đi ra xa xíu, đi ra xa xíu. Cái này phải đặt ở ngoài biển. Chắc VR đã lên cấp. Tìm tù đá rồi, anh sắp chết rồi, em Bảo ơi. Full sắc rồi. Full sắc rồi bro. Wow, gì đây? What the heck? Ui, trong đây có đồ. Ngọc lục bảo. Không sao, tìm ông anh Bảo đi, gì cứ ngán rồi. Không sao. Chúa vậy chắc. Ok, cái này đây. Một cục. Thế là chúng ta đã đào xong cái khu này rồi, mình nghĩ là vậy. Tụi anh Bảo xa xa. Đâu, anh Bảo xa xa là ở đâu? Anh đó đâu đâu? Nói cái sợ liền. Không hề rén. Ok, rất bình tĩnh. Rồi. Chắc VN còn... Thấy anh Bảo rồi nha. Ghê vậy. Kim cương. Anh nói thật. Cái gì nữa đây? Wow, quá trời luôn vậy. Phán sản gì mà lắm vậy?
Đây rồi. Có ai dưới kìa? Thấy rồi à? Sao anh bảo? Ok. Ok. Rồi. Đi ra. Nhanh chưa? Biến ra khỏi đây một cách y gì chưa? Rồi, dắt chiếc tô gà đây qua đổ nào vậy? Chứ hàng hoài, tao đổ, tao cần tao đổ. Trời nói không, anh bảo tới vừa tìm được tôi sao? 1972 Ôi, tao mới đập anh bảo tới giết người vậy? Rồi, mày hồi sinh đâu? Oh, hello Jack VN. Đúng rồi, anh bảo giết là hợp lý rồi đó. Không hiểu. Bây giờ đi ra chỗ này nè, lút. Trong chỗ anh bảo còn nhiều đồ lắm, hồi nãy anh bảo chưa lút hết. Sao lại chưa lút hết vậy? Đây là có nè, đúng luôn. Tụi con cái mũ luôn à, hay quá bây giờ. Nè, bên đây đồ ăn quá trời nè, lút đi. Ok. Đây có ok. Cái mũ nè, cho tô gà tây di nè. Chúng ta rất là may mắn. Có lúa nè, lấy lúa làm mì. Ui đi rồi. Ui chết. Đặt lộn cái đầu con tô gà rồi. Lấy cái đầu con tô gà luôn. À đúng rồi, mình còn có một công trình mình có thể làm được nữa. Ta sẽ làm như thế này. Được nè. Ôi anh bảo xuống địa ngục. Oh shit. Lẹ đi còn đi nè. Lút đồ nhanh đi. Cứ xuống địa ngục. Oh my god. Cái gì thế này? Ôi, xịn hơn địa ngục luôn. Oh my god, anh có món quà nè. Thấy gì chưa? Thôi đi tìm bảo anh em. Bây giờ làm cái show múc lên ba. What the heck? Ba đứa, mỗi đứa một cái show. Ôi anh bảo dưới hang. Tao biết dưới hang vậy. Oh my god, được nha. Ở đây này, bảo đây, đảo xuống. Ghe lời ai thì lại ghe lời Huy. Đi lại. Ghe lời ai ta? Oh. Không sao. Được. Con đồ, chưa đổ xuống lava. Con đồ này còn tát hả? Ok. Giờ sao ta? Đặt xuống ta. Ai? Mấy ông đặt xuống. Quay con nào ở đây nữa không ta? Giác lại đó rồi. Bình tĩnh. Ok. Không biết đi nè. Ok. Xuống đi anh em. Cho đồ ăn. Mình có thể làm một cái công trình với thế này. Để coi nhá. Chúng ta có thể để như thế này. Và boom. Không có đồ ăn luôn. Để coi cái này sẽ như thế nào. Có biết ăn đồ không vậy? Có cái rìu. Chúng ta có block kim cương. Vậy ta sẽ làm. Đừng ơi. Hết hồn. Tới đây là xong rồi. Đây. Ok trên kia. Wow, nhiều vàng vậy. Quay. Giờ mới để cái này. Anh có full đồ rồi. Ủa mấy đứa đang ở dưới địa ngục quá hả? Đúng rồi anh ơi, đúng rồi. Cho cái cổng của anh đó hả? Không. Cứ tưởng cho cổng của anh. Anh biết chỗ thôi mà. Full đồ. Ow. Ui có mắt rồi. Huy có đồ ăn cho cuộc Huy ơi. Không, thì tấn công anh bảo đây. Có biết anh đâu hả? Tấn công sao được trời, em có đồ ăn, không có máu sao tấn công. Có tao. Vô nghĩa. Sắp chết rồi. Còn chứ con sao gì kỳ vậy? Có Huy nhưng mà Huy sắp chết rồi. Xuống địa ngục. Ok. Đây luôn. Đây rồi. Ngon. Ôi, sao xích này con bảo xịn đây. Quá xịn luôn chứ còn gì nữa. Qua Bassan. À mấy đứa đang ở bên Bassan à. Ok. Good luck. Ôi, chưa nữa tới. Ôi, nước này bắn đây. Ôi trời ơi. Ngu này. Ấy nước ở dưới đây không được. Sao đặt nước ở dưới địa ngục. What the hell Jack, what the hell. What the heck, cái gì đấy? Wait, Superman stick. Oh, mấy đứa chưa sẵn sàng cho cái này rồi. Oh no, đồ anh broken lam. Oh my god. Lock item to store in the bucket. Con nó đấm đau lắm. Oh! Mấy đứa chưa sẵn sàng cho cái việc này là đúng rồi. Đâu ta? Ở đâu ta? Ủa cái cổng của mình đâu vậy? Mấy đứa đang ở cổng của anh hả? Thế rồi. Cái gì vậy? Ow. Ôi trời. Hết hồn. Oh my god. Các bạn thấy sức mạnh của nó. Ồ, nó đánh bơi hoặc liền. À, nó đang có bắt sân mà. Mấy thằng này nó dám nói xạo mình. Quy thờ lắm vậy. Mày làm gì vậy tô gà? Tô gà cho hề gì vậy tô gà? Anh thấy tem em hơi chóc nha Huy ơi. Tem em không còn vô giá trị vậy. Tem em vô giá trị à? Vô giá trị à? Vô giá trị à?
Thì là hợp tác đi chứ, hợp tác nhau đi nào. A drop item to store in your pocket again. Xuống dưới cây hàng. Cần đồ ăn không? Có nhiều lắm mà. Ok, anh đã đủ đồ. Mấy đứa không ngờ được đâu. Anh cũng hy vọng là anh sẽ không ngờ được. Cái gì anh không ngờ được rồi. Tại vì nó có cái gì đâu mà nó ngờ. Thôi dạ. Ok trước khi anh giết được tụi em đã chết sẵn rồi. Tụi em lại còn ngờ được đâu. Hồi nãy giờ tụi nó chưa xuống luôn rồi. Xong đi spawn hai tầm luôn. Ê cái gì vậy? Tự sát. Bởi vì anh có item tên là Superman. Ê, bị lậu vậy? Trời ơi, xíu nữa bị lậu rồi. Xíu nữa không bị lậu rồi. Anh thấy mày rồi nha Huy. Thế là em đang lại có hai cái đầu rồi. Mình chỉ bị chế tạo thêm đồ thôi. Đi lên. Ủa, tại sao mấy đứa xuống được ở đây vậy? Đứa đường nào xuống vậy? Cái gì kì á? Ủa, mấy đứa lấy được đồ ở đây chưa? Get out bro, what the heck bro, what are you doing hả? Ủa, nó có đường nào đi xuống được đây vậy? Ủa, ở đâu vậy? À, thấy rồi, Superman đang lên đây. Hello, các chú hai. Behold. Yo bro, hả? Huh? What you gonna do, hả? Huh? Anh bàn tay không hả? Ok. Và nó đủ điều kiện để mình có thể chế tạo đồ rồi. Đi ra đây bro. Lấy em mơ đồ làm gì vậy? Làm gì vậy? Giác với anh. Đây. Nè cho này nè. Cho cái này nè. Alo. Thì gia gia. Không cần sự thương hại của anh. Ờ thế à. Ê thôi trả đây đi. Làm ơn. Tôi mới bước đi chứ. Không trả đây đi. Ủa cái gì vậy? Bless question. Ui cái này là cái gì vậy ta? Để con thử nha. Không cần. Oh my god. What the heck. Cái gì vậy? Oh my god. Ôi rồi. Nó cái gì vậy? Cảm ơn. Bảo vệ một. Ok. Trong đây còn đồ đấy, mấy đứa có thể vô đây lấy nha. Ok, anh chỉ lấy những cái đồ quan trọng đó với anh thôi. Trong đây là gì đây? Anh đã để đồ lại trong đây nha. Cho lên lấy nha. Đây, để lại đồ cho mấy đứa em đây. Vừa đủ. Để coi cho đây còn gì không. Quay còn nhiều vải. Ô mày có. Trong đây nhiều rương lắm nha. Chị nói thế thôi đây. Trong đây nhiều rương lắm. Bếp rương. Mấy đứa đang ở đây. Hello. Yo, I see you bro. I see you ha. Hey. Hẹn gặp lại mấy đứa nha. Chắc thôi không còn đi vòng đây đâu. Vô trong lấy đồ kim cương đi em. I'm back. Điện cho. Nhưng mà nó chỉ trade đồ với Big Lin thôi. Big Lin không có ở đây. Mình sẽ cần làm cái này nè. Mình có công thức của cái này. Đâm cây tên máu này chắc rồi. Elegant Ethno. Ok. Mình cần bao nhiêu cái ta? 36 cái. Ok. Thêm một cái nữa. Ủa khoan đủ rồi mà. Đây. Và lấy cái đầu nhắc kích hợp vào. Mày lên đi. Cảm ơn cái đầu tôi gà nhá. Cho xin cái đầu tôi gà đây. Rồi trả đồ lại cho mấy đứa đây. Anh đi qua cái này đây. Thunder Temple. Để coi. Quầy. Ôi mình đâu cần gì đây nữa đâu đúng không ta. Nhưng mình đâu cần gì đây nữa đâu. Trừ cái này. Cái này mới ngon này. Nguyên cái kim tự tháp này xịn vãi. Obsidian luôn. Quầy. Này ngôi đền gì hết ta. Mày đưa qua đây đây. Còn đồ bên đây này. Anh không biết nó là cái gì nữa. Nhưng mà có vẻ cái cung này khá là xịn. Em không thấy sấm sét à? Để anh làm cho em xem nhá. Hello baby. Ok, chúng ta hãy đổi hết cái đống này qua ngọc. Đi thôi nào.
Ok, hướng này. Bảo đâu ta? Đi đây, tạm biệt nha. Lút vui vẻ nha. Anh còn một công trình nữa. Đâu rồi. Ôi sao tận trên kia luôn này. Trời ơi. Ok, bỏ đi hướng này, bỏ đi hướng này. Ui. Nó lùi lại rồi, nó đi hướng khác rồi. Nên nó cũng gần ta. Ở đây. Okay. Yep, nó giữa này. Nice. Úp. Ô, con này có snow à. Golden apple. Ok. Một căn phòng ngập mồm với rương. Táo vàng nữa. Đây, nicer. Anh chuẩn bị vô rồi đó. Ok, vứt cái này luôn. Ta đã xong rồi. Anh vô rồi. Yeah. Ok. Làm hết cái đống này qua bánh mì. Đừng. Vậy được rồi. Đâu vậy có thể chống lại được băng đạn. Bà bùm bùi cái đầu mày. Đi xuống. Oh, đây luôn rồi. Wow. Ê, mấy đứa lát xuống đây cho đặt giường nha. Có gì chết rồi vô lại. Sự bị tìm nhân hậu chứ. Tôi ghét nhân hậu lắm. Đây, mày nè. Đó. Ok, nghe tiếng rồi chứ hả? Let's go. Boom. Chế mày. Rồi chạy lẹ lẹ lẹ. Go. Go, tốc độ. Anh chỉ đi phá trụ trước thôi. Hay quá. Wow, cái tia laser này bắn sướng thật. Easy. Ta là tuyệt đối dây. Phá giật. Ngày hôm nay em phế bật. Ok, nghe phế thì Nhất tôi gà luôn. Không sao, từ tôi gà cho em men hơn sẽ cải thiện hơn. Tôi sẽ không cải thiện đâu anh. Sao vậy? Em có một niềm tin vững chắc. Vì tin tưởng ông có đi theo nghĩa tiêu cực. Tin tưởng theo nghĩa tiêu cực. Ôi, mình xem mình phải bỏ qua cái này nhỉ. Cái này sẽ làm cho tụi em bị đông cứng luôn. Khó vậy. Chưa làm gì anh lướt hết rồi. Ui da, con khứa rồng này. Ôi trời ơi. Cái gì. Mình đã test được một ít máu cho con rồng rồi. Wow, ghê vậy. Sao anh bảo? Sao lại mang quần vàng thế kia? Ok. Tại vì quần vàng này mạnh. Hello ơi. Hello. Anh bài rồi. Bài em ơi. Ném thử nào. Anh bấm vào chỗ này. Anh đang xuống đây. Không phải thách, ok. Con Enderman. Con cứ Enderman đi. Enderman đâu? Cứ con Enderman đi. Ok, dắt nghe. Anh bảo. Ôi. Bùm. Quá con rồng! Con rồng chém anh Bảo à? Anh bắn. One down! Kiếm hại lại chân đốt là gì? Đi ra! Sao anh Bảo? Đi ra! Ôi! Cái này chạy qua hàng gì đó bị mất rồi kìa! Ê! Okay, vô! Bước anh! Let's go! Chạy! Anh Bảo luôn! Đi ra! Sao anh Bảo? Trận chiến này khó nhừ đây! Người đang đây nó đánh nè. Giúp tao, tao đây giúp tao. Ôi, sao nó mạnh vậy ta? Đâu đây. Ôi, rớt. Ôi, cái quần đó, cái này dài đó, nó chậm à? Đánh mấy thằng nhóc này cái. Tao nó trâu gì vậy? Nó trâu hơn bình thường. Đồ em mất rồi tao gà. Tôi gà. Nó định lấy đồ Hoàng Huy cho nó chạy chứ mà không được. Bye bye. Bây giờ đồ là chết là hợp lý rồi nè. Chết đi con rồng. Yeah. Đi ra vô đây. Mày đứa mày giết tôi gà.
Ok, nếu các bạn thích video lần này đừng quên để lại cho video này một like, một đăng ký. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì chuyện đó. Đây là Minecraft kẻ săn người. Nhưng mà mình có thể chế tạo những cái siêu công trình, những công trình god luôn ấy. Đấy. Hy vọng các bạn thích video lần này. Còn bây giờ thì bye bye.